về mặt quy luật tiền tệ, quy luật xuất nhập khẩu, quy luật tài chính, quy luật một quốc gia trở thành bá chủ thế giới, những thứ đó có sẵn chưa? Nhưng điều gì khiến cho mình không thấy? Vì mình không bao giờ coi nó là vấn đề quan trọng. Dẫn tới khi mà nền kinh tế nó đau xuống và ngành nghề của mình nó chết, thì lý do chết là do vĩ mô hay là do mình không có khả năng làm ạ? Do vĩ mô. Vậy thì chết do vĩ mô mặc dù là mình làm rất tốt. Vậy thì vấn đề là tất cả mọi sự thật nó đang tồn tại ở đây, nhưng vấn đề là chúng ta không chịu nghiên cứu để thấy. Nếu ví dụ về một đời người thì bản chất trong con người nó chia làm 3 level. Level 1 là thấy gì thì làm gì ạ? Làm cái đó. Tức là chả nghiên cứu cái gì cả. Thấy thằng bên cạnh nó bán phở, nó có tiền, thì mình gì? Mở quán phở có vậy thôi. Con hỏi làm quán phở như nào, bảo mẹ cứ làm thì biết. Nó chơi nhây vậy chứ. Thấy thằng bên cạnh mà nó làm cái A cái B mà nó có tiền, thì mình cũng nhảy sang mình làm. Còn hỏi làm như thế nào, học nghề như thế nào, nó có hiểu chi tiết không thì không, cứ làm cái đã rồi tính. Thì cái nhóm này gọi là cái nhóm mà trong ông Phật ông gọi là cái nhóm này gọi là nhóm vô mình. Đấy. Nhưng cái nhóm thứ hai là cái nhóm người ta nhìn thấy sự thật, tức là người ta nhìn thấy các quy luật. Người ta nhìn thấy các quy luật và người ta dự đoán được cái cách phát triển của các quy luật này. Thì cái tầng này người ta gọi là tầng giác gì ạ? Trí tuệ, giác ngộ. Hay chúng ta gọi là minh. Hay ông Phật ông ấy dùng thêm cái từ nữa là gì ạ? Rõ thấy, rõ biết. Tôi lấy ví dụ làm doanh nghiệp, nhiều ông không biết là phải nộp thuế cái này. Chứ thực ra ông ấy đâu có phải là người mong muốn trốn thuế đâu. Vậy thì rõ ràng do người ta không minh, người ta vô minh cho nên người ta bị gì? Bị đi tù. Cả nhà hiểu không ạ? Cũng có nhiều cô là đi sách hộ ma túy nhưng không biết là sách hộ là đi tù, cho nên sách hộ. Vậy thì bản chất họ không hiểu luật. Cả nhà hình dung cái này không nhỉ? Hay là tôi lấy ví dụ cái này gọi là minh hay không minh này. Tôi hỏi này, bố mẹ mình thích gì, ghét gì? Hỏi, nó nằm trong ông bà ấy lâu chưa ạ? Nằm lâu rồi. Nhưng mà vấn đề là tâm của mình không để ý, nên mình không thấy. Chứ không phải là cái đấy nó chưa có. Các nhà hiểu này không? Cái tầng này gọi là tầng minh. Tôi hỏi đây này, luật doanh nghiệp Việt Nam từ lúc mình làm doanh nghiệp đã có luật chưa ạ? Nhưng tại sao rất nhiều anh chị hỏi về luật doanh nghiệp không biết? Là vì anh chị không chịu đọc hay không có luật để đọc? Không chịu đọc thì tầng đấy là tầng gì ạ? Tầng vô minh. Xong đến lúc ăn đòn mới bảo là ô cái này tôi không biết. Cái nhà hiểu này không ạ? Nó chia rõ cái tầng minh và gì? Tầng vô minh. Thì cái tầng minh là cái tầng họ nhìn thấy rõ quy luật. Tôi lấy ví dụ về mặt quy luật tiền tệ, quy luật xuất nhập khẩu, quy luật tài chính, quy luật một quốc gia trở thành bá chủ thế giới, những thứ đó có sẵn chưa? Nhưng điều gì khiến cho mình không thấy? Vì mình không bao giờ coi nó là vấn đề quan trọng. Dẫn tới khi mà nền kinh tế nó đau xuống và ngành nghề của mình nó chết, thì lý do chết là do vĩ mô hay là do mình không có khả năng làm ạ? Do vĩ mô. Vậy thì chết do vĩ mô mặc dù là mình làm rất tốt. Tôi lấy ví dụ, mặc dù tôi biết bơi, nhưng nó đen cái là nếu bơi trong hồ thì tôi không chết, nhưng đúng lúc sóng thần vào đây, vậy thì tôi chết không phải do không biết bơi, mà tôi chết do không hiểu về dự báo thời tiết, không nghe. Cho nên là tôi đứng ở bờ biển tôi xem sóng thần. Các nhà hiểu này chưa ạ? Vậy thì vấn đề là tất cả mọi sự thật nó đang tồn tại ở đây, nhưng vấn đề là chúng ta không chịu nghiên cứu để thấy. Mà ông Phật cái này ông gọi là chỉ cần khi mình tỉnh giác, là mình chỉ cần để ý trong thời khắc này, mở mắt ra là thấy.
chứ không cần phải trí tuệ gì, nghiên cứu nhiều. Tôi lấy bố mẹ mình thích ăn món gì, học cao liệu có thấy không ạ? Học cao không thấy được. Mà vấn đề là phải gì? Dùng tâm của mình để ý ông bà thì mới thấy. Chứ đố ông nào học cao mà thấy bố mẹ mình muốn gì đấy? Các nhà hiểu này không ạ? Và cái này dùng tâm quán chiếu. Hay là tôi lấy ví dụ, biết vợ mình thích cái gì, tôi đố ông nào học cao mà thấy đấy. Chỉ có quan tâm mới thấy. Biết luật doanh nghiệp nó quy định như thế nào, tôi đố ông nào học cao mà không đọc luật doanh nghiệp mà thấy đấy. Vậy thì vấn đề ở đây là tâm ở đâu thì mình sẽ gì? Thấy vấn đề ở đó. Nhưng đời nó lại khổ cái là không phải ai cũng biết là cái gì nó tác động đến cái gì, cho nên mình không để tâm đến nó. Vậy thì cái thứ này nó gọi là nhìn thấy rõ quy quy luật. Cái này là level mấy ạ? Level 2. Level 2. Vậy bây giờ chúng ta phải quán lại nhé. Các ông làm doanh nghiệp mà các ông không hiểu về marketing, làm chủ doanh nghiệp nhé, không hiểu về marketing, không hiểu về kinh doanh, không hiểu về nhân sự, không hiểu về tài chính, không hiểu về pháp lý, không hiểu về lòng người để điều hành. Hỏi ông ở level mấy ạ? Level 1. Và đương nhiên khi nó xảy ra chết thì ông chỉ ngồi ông kêu là gì? Nó đen, mẹ tuyển phải thằng ngu quá. Vậy tuyển thằng ngu là do thằng nào tuyển ạ? Thằng Minh. Vậy thì vấn đề là mình tuyển phải thằng ngu chính là cái việc mình gì ạ? Không nhìn thấy lòng người, cho nên mình tuyển nhầm người. Có đúng không cả nhà? Vậy thì vấn đề nó nằm ở cái level 2, là ông không ở level 2 cho nên ông chết. Mà thường chết cái này, người ta chết ở tầng vô minh thì người ta hay đổ lỗi là số mình đen. Ví dụ dự báo thời tiết như bây giờ, ngày nào cũng có dự báo thời tiết, nhưng ông không xem dự báo thời tiết, xong ông mang lúa ra ông phơi, đến lúc nó mưa nhanh quá bố thu không kịp nên nó ướt, xong bố quay sang bố chửi gì ạ? Chửi trời, mẹ tiên sư, nó sao nó lại mưa vào giờ này chứ nè. Nhưng hỏi dự báo thời tiết ngày nào cũng gì? Cũng có. Hay là tôi nói với một cả nhà thế này, là xuất gia giả trong vòng 2 năm vừa rồi, tôi liên tục nói rằng bất động sản, là các anh chị nào có bất động sản thì bán tháo đi, thu dòng tiền về để làm việc khác. Nhưng tôi khẳng định với các ngài là trong 1.000 người tôi nói chỉ có 1 người thôi là làm theo. Và đến 999 người là muốn là ngồi trong cái chỗ, biết là trên này nó sắp sập rồi, cái nhà này sắp sập, nhưng vì trong này còn nhiều món quá mà thấy chúng nó vẫn đang ăn liên hoan rôm rả, mà mình rút ra thì sợ mình ngu, thôi thà gắp nốt miếng cuối mà chết cũng xứng đáng, nên cố gắp nốt miếng cuối. Vậy thì vấn đề là cụ bị chết bởi kinh tế vĩ mô. Cả nhà hình dung cái này không ạ? Đấy. Thế thì cái tầng này là tầng không nhìn thấy rõ quy luật. Và đa phần người Việt của chúng ta bị chết ở tầng nào ạ? Nằm ở level 1 này. Làm kinh doanh mà không hiểu tài chính, không hiểu nhân sự, không hiểu kinh doanh, không hiểu gì cả, mà chỉ biết là có mỗi kinh doanh. Ngày xưa em làm trưởng phòng, em làm bán hàng, nay em nghĩ là nếu nhập hàng về em bán là chuyết với em. Rất vô minh, chỉ có vậy thôi. Và tỷ lệ đấy dẫn tới 10 chú đi, 9 chú chết. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.